Nhìn có vẻ nguy hiểm. Em đã bao giờ ăn mật ong mà ăn ngay lúc mà còn ở trong tổ? Chưa chị ạ. Chứ mà trong này nó có ong không? Không. Em thấy ngọt lắm chị ạ. Với cả kiểu khi cắn vào đây nó cứ bị tê tê răng ấy. Nó bã bã, như kiểu ăn bứa bóng. Như kiểu ăn bứa bóng. Như kiểu ăn bứa bóng. Anh ơi, em đã nhìn được cái này bao giờ chưa ạ? Chưa, nó cái gì ấy? Nó là mật ong nhưng mà mình chưa vắt ra ấy ạ. Nhưng mà cũng sao? Không, không sao. Nhìn có vẻ nguy hiểm. Chả bác khó giả. Nhưng mà nó ngọt lắm. Ủa, cái này mà thành kẹo cao su nhai được ấy nhỉ? Anh ơi, nhưng mà không nuốt được đâu. Anh nuốt rồi ạ. Mình kê kê. Cảm ơn nhá. Vâng vâng. Một món ăn nó rất là lạ. Nó ăn xong dễ rất răng này. Thế nào, ăn thử món này một tí được không? Trông hơi... gì đó. Cái gì đây là? Sáp ong. Khá lắm. Nhưng mà nó ăn khá giống chạm. Ăn hết chỗ này được không? Cậu muốn tôi bị tiểu đường à? Chưa ăn bao giờ, không ăn đâu. Chưa ăn. Ăn thử đi. Không. Ngon. Không, thật không. Không, thử 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 tí xem là cảm giác nào. Đó. Ê, nhìn này, nghe này. Còn đang nhiều mật này. Đó, nhưng mà cắn, nhưng mà có vị ngọt đúng không? Cắn, cắn, cắn cơ. Nói chung là cũng không kinh như mình nghĩ. Không kinh như mình nghĩ. Anh ăn thử món này không ạ? Mình không ăn được món này, bị dị ứng, nó nổi mẩn nữa. Với lại ăn cái này thì nó dễ bị say lắm. Có dám ăn luôn à? Có, nhìn ngon lắm. Ngọt quá bạn ơi. Ngọt quá. Hello em ơi, bên này gì không? Không, ăn thử đi. Nhưng mà nhìn nó béo béo. Không ăn thử mà. Em đang giảm cân. Cảm giác nó cứ dẻo dẻo như kiểu cái kẹo gì nhỉ? Cái kẹo kéo kéo mà người ta hay kéo kéo mà xe đẩy nó hay đẩy. Thì có thích không? Không, ngọt quá. Em đang giảm cân. Eo ơi, kinh thế. Ngọt lắm chị ạ. Ngọt lắm à? Ngọt. Cảm giác nào, ăn nhỉ? Nhai nhai tiếp. Cảm giác ăn như kiểu uống mật ong ấy. Thì uống cái phần sát thế này là dài dai, dài dai, dài như dài. Ăn mì lông. Nghe thì không ổn cho lắm rồi. Cảm giác nào ấy? Ngọt đấy. Đưa mà ngon, ngon rồi. Nó giống kẹo kẹo dừa ấy mà, có gì kìa. Miếng to này quá ra. Đúng rồi, đúng rồi. Thế chỗ nào nhiều mật nhất một cắn ạ? Thế nào, cảm giác dài. Dài. Nó ngọt ngấm rụng răng luôn.